7 Hoàng Minh Hợi đã là người mở tỷ số. Với cái chân trái của mình đã dứt điểm chính xác. Ngay sau đó là một sai lầm của thủ môn Bùi Thành Long. Trần Hoàng Gia Bảo bên phía Thái Hòa đã tìm mọi cách để đưa bóng vào lưới. Vào! Bàn thắng rất đẹp mắt, xuất phát từ một cú phạt góc của Nhi đồng Thái Hòa. Bùi Thành Long đã sửa sai bằng một cú phát bóng lên.